Hello mọi người, thì mình là Kid đây và đây là cái shop Refi của Kid nè, shop.mrkidff.vn. Bạn nào mà có nhu cầu muốn đặt Refi hoặc là thử vận may kim cương á thì có thể ghé shop ủng hộ Kid nha. Bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Kid nè. Hi, chào buổi chiều tất cả mọi người nha. Là Kid đây, thì Kid chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái video review rất là thú vị của Kid nữa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những cái huyền thoại bị lãng quên Việt Nam chúng ta. Mà một năm về trước, hơn một năm về trước thì bạn này khá là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Là một trong những cái người mà bắn one shot đầu tiên ở Việt Nam nha các bạn. Và bắn one shot cực kỳ hay. Cái thời đó bạn này biết one shot rồi á, thì Laban nè, TK Sói và Bolo vẫn chưa one shot được. Rồi sau này Kid thấy là bắt đầu đến TK Sói, Laban mọi người, rồi Bolo mới tập one shot được. Rồi Việt Nam mình mới bắt đầu là luyện one shot và có những cái trận solo one shot mãi đến sau này mọi người. Thì bạn này á, lúc đầu được đặt tên là Simba, rồi sau này á mới đổi tên thành Tom 555 mọi người. Lúc đầu là Kid hay gọi là chú sư tử Simba, rồi sau này đổi tên thành Tom 555. Rồi bây giờ cái tên kênh YouTube á, đổi tên thành Morbius. Với mục đích là Kid nghĩ, Kid đoán chắc là muốn gọi là thay đổi cái tên để mà cái kênh mình phát triển lên. Thì nói chung là nguyên nhân cũng là một phần lớn là do không có được ủng hộ mọi người. Và làm YouTube không có được nhiều người xem. Nên là bạn Tom này làm rồi nghỉ rất là nhiều mọi người. Thì bạn này cũng vừa mới comeback thôi, vừa mới comeback được tầm 1-2 video mọi người. Nên là Kid thấy là về cái thao tác vẫn chưa đạt đỉnh nhưng mà bắn rất là hay nha. Nghĩ cũng chắc cũng hơn nửa năm rồi ha. Thì Kid có nhắn tin hỏi Tom thì bạn này kêu là hồi lúc đó đi học, mọi người còn đi học ấy, nên là nghỉ game rồi bán luôn account luôn mọi người, bán tài khoản luôn. Đấy, nói chung là cũng long đong lận đận mọi người, cũng khó khăn ghê luôn ấy. Thì hy vọng là các bạn xem video này có thể ủng hộ cho những cái người làm YouTube để mà cái kênh YouTube phát triển giống như là Kid nè hay là Tom nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào xem cái video của Tom mọi người, hay còn gọi là Morbius nha, Morbius. Ok, cùng nhau xem thôi. Này mà bạn nào có chơi game mà cách đây khoảng một năm về trước á, hồi tháng 5, tháng 6 năm ngoái á mọi người, thì chắc chắn là sẽ biết bạn Thơm này. Nói chung là bắn one shot rất là hay mọi người. Cái này á là Kid thấy là do bạn Thơm mới vừa comeback này, mới được 2 video thôi. Nên là nói chung là cái thao tác của bạn Thơm vẫn chưa được hoàn thiện giống như là bắn nhiều mọi người. Nó vẫn còn một số cái đoạn nó hơi lận khận. Nhưng mà về cái one shot của Thơm bây giờ nó vẫn rất là tốt. Nếu mà bạn này chịu bắn thêm khoảng một thời gian nữa thì Kid nghĩ là sẽ rất là hay đó mọi người. Bắn rất là hay đấy. Hồi xưa lúc mà ở Việt Nam chúng ta là chưa ai one shot được là bạn này đã one shot rồi đó mọi người. Bắn one shot theo phong cách của BNL á. Lúc đấy tên là Simba có gửi email cho Kid xem thử video mọi người. Nhưng mà mình xem thấy hay rồi tính review. Cái cuối cùng là nhắn tin lại thì không thấy là Tom trả lời. Rồi mãi đến khoảng tầm 4-5 tháng sau mọi người, thì bắt đầu là bạn Tom này mới reply lại Kid chứ. Nhưng mà ghê đó mọi người. Đấy là mới review được. Mà các bạn cũng được hiểu nhầm Kid nha. Tất cả những cái video clip mà trước giờ Kid review á, Kid review nè, hay là reaction ai đó, là mình không có nhận tiền nha các bạn. Không có nhận tiền để quảng cáo nha. Có nhiều bạn nói là Kid nhận tiền để mà review á. Rồi Kid thổi phồng cái sự thật lên ở trong cái video lên nè, cho các bạn gọi là đăng ký ủng hộ đấy. Thì không có đâu mọi người. Nói chung là Kid không có làm chuyện đó đâu. Mình review là mình thấy hay mọi người, các bạn bắn hay. Mà các bạn Việt Nam nữa, bắn hay nè. Mà các bạn tốt bụng, sống tích cực nè, có năng lượng tích cực ở trong người. Nói chung là các bạn vui vẻ, thân thiện thì Kid sẽ review thôi. Chứ từ xưa giờ Kid lập cái kênh YouTube này ra là mình không có lấy tiền của ai hết ráo các bạn ạ. Chỉ có nhận tiền là tiền quảng cáo của YouTube á. Video mà Kid đăng lên nè, rồi YouTube nó phát mấy quảng cáo trên video của Kid á, là Kid nhận tiền thôi. Chứ ngoài ra là không nhận tiền quảng cáo review mấy cái kênh YouTube nhỏ nhỏ nha các bạn. Nên đừng hiểu nhầm nha. Đấy, nói chung là các bạn xem video mà thấy quảng cáo là nhớ lít vô quảng cáo để ủng hộ gây quỹ cho Kid nha. Lít vô một cái là Kid sẽ có thêm gọi là chi phí mọi người. Chi phí để mình có thể là phát triển cái kênh của mình lên. Đấy. Chứ ngoài ra là đâu nhận tiền từ ai đâu mọi người. Nên làm YouTube nó cũng bấp bênh lắm mọi người. Bấp bênh lắm, nó không ổn định đâu. Nó cũng lúc này lúc kia lắm mọi người. Đấy, cái thao tác bạn này nói chung là one shot tốt đấy mọi người. Nếu mà chịu khó tập thêm khoảng tầm Kid nghĩ là khoảng tầm 2 tháng nữa, cố gắng duy trì nha, 2 tháng nữa là bạn Thơm này sẽ bắn cực kỳ đỉnh luôn. Nhưng mà cũng khó một cái là ông này ông làm YouTube không ai coi đó, mọi người. Tội nghiệp ông Thơm này làm YouTube không ai coi đó á. Nên đâm ra là cũng lười mọi người. Làm YouTube để mà giống như là một phần đam mê, một phần kiếm tiền, một phần chia sẻ cái cách bắn của mình. Và không được ai xem ủng hộ ráo thì thành ra là người ta cũng kiểu cũng chán á mọi người. Cũng chán game á, không có động lực thì nó cũng khó mà phát triển được lắm mọi người. Đúng không nào?
Đấy, hay đó mọi người không? One shot đỉnh đấy. Bắn mobile nha mọi người, bắn điện thoại nha. Bạn Thơm này thực ra là cái người mà chơi mobile mà Kit cảm thấy là tâm huyết nhất luôn á, trong những cái người mà Kit từng review Việt Nam chúng ta. Cái này Kit nói thật lòng nha. Hồi xưa Kit từng review rất là nhiều bạn chơi mobile rồi, thậm chí là chơi PC bắn hay hơn nhiều. Nhưng mà Kit thấy bạn Thơm này là cái bạn mà Kit muốn phát triển nhất. Tại vì bắn hay, hay ở chỗ là học rất là nhanh mọi người. Nói chung là người nước ngoài họ có cái gì á, họ chia sẻ cái hay gì đó là bạn Thơm này xem tập theo khoảng tầm ít hôm thôi làm được rồi mọi người. Hồi xưa năm ngoái là những cái highlight như của sắc FF nè, rất là hay. Thì Việt Nam chúng ta là chưa ai làm được hết ráo á. Thì bạn Thơm này học trong vòng khoảng tầm 2-3 tuần gì đó làm được rồi mọi người. Xong bắt đầu gửi video cho Kit review. Nhưng mà lúc đấy là Kit cũng gọi là chưa có suy nghĩ ra cái gì đó để mà review cho bạn hết ráo á. Nên là chưa làm được. Đấy, nói chung là Kit cũng muốn phát triển bài này lên. Nhưng mà khó quá, bây giờ Việt Nam chúng ta là các bạn không thích xem highlight nhiều á. Nên đâm ra là mấy kênh highlight thường thường là làm ra không phát triển được đâu mọi người. Chỉ có kênh của Việt Nam mình á, cái thấy là kênh của C4 nè, kênh của Bolo nè, là được phát triển được ổn định mọi người. Còn lại tất cả những cái kênh nhỏ nhỏ là các bạn đều gọi là chết sau thời gian làm YouTube. Cùng lắm lên được khoảng tầm 100-200 ngàn sub là các bạn gọi là chết kênh, hoặc là mình đổi content thôi. Cũng khó lắm mọi người, nói chung là không biết sao. Thì Kit chỉ mong là các bạn xem video của Kit nè, thì có thể là giúp cho Kit một like nha, một comment và đăng ký kênh đó nha mọi người. Kit thấy là vẫn còn nhiều bạn chưa đăng ký kênh á, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Kit nha. Mỗi video Kit up lên á đều có khoảng tầm 100-200 ngàn view. Thì trong cái số đó thì có khoảng đến 70% các bạn đang xem á là không đăng ký kênh. Thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Kit nha. Còn bạn nào đăng ký kênh rồi thì giúp Kit một like, một comment với nha mọi người. Ok, Kit cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Phải nói là lâu lắm rồi Kit mới thấy bạn Thơm này comeback á nha. Cũng gần nửa năm nay rồi mọi người, cũng lâu lắm rồi đấy. Nên là cái công lực bạn Thơm này Kit thấy là cũng bị giảm đi khá là nhiều đấy. Nói chung là cũng có nhanh hơn mọi người, xem vẫn có thấy nhanh hơn, vẫn có one shot nhiều hơn nè, vẫn hay hơn. Nhưng mà so với thời điểm bây giờ, cái người chơi khi mà người ta chơi xuyên suốt một khoảng thời gian dài mọi người, ví dụ những cái người giống như là ZFF nè, hay là M8N, hay là BNL đấy, thì người ta chơi xuyên suốt ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia mọi người. Nói chung là chơi không ngừng không nghỉ. Đâm ra là kỹ năng của họ là cứ tiến bộ theo từng ngày. Còn ai mà chơi game á mà nghỉ nhiều quá mọi người, cứ chơi xong rồi nghỉ vài tháng, chơi xong nghỉ vài tháng á, thì nói chung là sẽ đuổi không kịp người ta. Nên là Kit nghĩ bạn Thơm này phải tập luyện chăm chỉ hơn. Nếu mà muốn gọi là highlight, gọi là đỉnh mọi người, đỉnh hơn nữa thì phải tập luyện nhiều hơn. Đấy, hồi hôm qua là Kit có chỉ cho mọi người mấy bài tập one shot nè, với lại kêu tâm súng trường và MB full đỏ ở đó không nào. Thì không biết mọi người tập đến đâu rồi ta, tập được không? Thấy khó hay dễ? Nói chung là phải kiên trì mọi người. Kit thấy là có nhiều bạn kêu khó quá là không được đó không nào. Thì do các bạn bắn chưa quen thôi. Đấy, nói chung là nó là chỉ con bot đứng im thôi, nhưng mà các bạn tập quen những cái bài đó thì tự nhiên mình sẽ kéo tâm nó dễ hơn mọi người. Trong răng thì người ta di chuyển nhiều lắm, nên là các bạn mà kéo con boss á, đứng im như vậy mà kéo chưa được thì mình vô răng mà bắn không được đâu. Nên là phải tập luyện nhiều hơn mọi người. Nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà tập luyện đi, nó hiệu quả lắm mọi người. Mấy bạn như Thơm nè, rồi Kit nè cũng tập luyện nhiều lắm mới bắn được mọi người, chứ không phải khư là vô bắn được đâu. Nói chung là các bạn cố gắng tập luyện cái bài của Kit đi là sẽ bắn được nhiều Thơm thôi. Cần 3, cần 4 đi tìm bằng one shot nè, nó dễ lắm mọi người. Tại vì chẳng qua là mình ít có bắn á, nên là mình sẽ cảm thấy là nó khó thôi. Nhưng mà tập quen rồi tự nhiên nó sẽ dễ mọi người. Đấy, có nhiều bạn kêu là kéo tâm súng trường tầm xa đó nó khó hơn shotgun mọi người. Không có đâu, mấy bạn mà chơi quen shotgun rồi đó, chơi quen mà 1014 đấy, thì tự nhiên mình kéo mấy khẩu giống như là SKS nè, Dragonaut nè, rồi chim gõ kiến nè, AC80 đó, nó cực kỳ dễ mọi người. Tại vì mấy cái súng trường tầm xa, các bạn kéo tầm xa thì nó sẽ kéo nhẹ hơn shotgun nhiều lắm. Nên là các bạn gịch nhẹ cái headshot luôn à, nó không khó đâu mọi người. Bây giờ mọi người thấy là mấy bạn mà chơi PC nè, bắn hay hay á, nhiều quá đó không nào. Hầu như là ai bắn PC cũng di chuyển nhanh, bơm keo nhanh nè, rồi kéo tâm full đỏ, one shot nó dễ quá đó không nào. Hồi xưa ít á thì nó hay mọi người, còn bây giờ đại trà quá rồi thì đâm ra mình xem thấy bình thường quá. Còn mấy bạn mà chơi mobile giống như là Mobius nè thì càng lúc càng hiếm mọi người. Nên là Kit nghĩ là chúng ta cần phải gọi là trân trọng nha. Ok, thì bạn này tên là Mobius nha mọi người, kênh YouTube là Mobius, Kit sẽ để link ở phần mô tả video. Và bạn nào muốn ủng hộ thì có thể đăng ký ủng hộ nha. Bây giờ thì Kit sẽ dừng video đây thôi. Và các bạn xem video của Kit thấy hay, đừng quên ủng hộ cho Kit một like, một đăng ký kênh và comment vài cái nha.
Kiếp cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bây giờ thì chúc tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ thôi. Và tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.